Ok nhá, xin chào tất cả các bác nhá. Và ngày hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho các bác một loại loa cũng khá là chất trong dòng loa Bass 30. Đó chính là đôi loa Patheon DH12. Và bây giờ thì các bác hãy cùng em tháo nội thất của đôi loa này ra các bác nhá. DH12 Patheon. Ok, cho tôi nhạc em trước. Sắp đến Tết rồi nên các bác sắm vào giờ này dần dần để đến Tết là vừa các bác nhé. Xem củ loa DH12. Phiên bản này là phiên bản ok, cái này là dùng ốc lục giác. Ok các bác nhá, phiên bản này là để cho các bác là 3.500.000 đồng. Củ bass xương đúc các bác nhá. Nhìn rất là khôn này. Chỉ với 3.500.000 đồng thôi. Các bác là ngay một đôi loa Patheon côn 76 từ 170. Phiên bản này là phiên bản dòng loại 2 các bác nhá. Lớp sơn này là lớp sơn khá là bình thường thôi. Nó không thể nào cao cấp bằng các cái loại sơn nhưng mà các loại loa bán dòng 5.9 của bên em được. Có thế nào thì em nói vậy các bác nhá. Là của loa DH12 3.500.000 đồng với một chất lượng gia công và giá thành này thì em nghĩ là đôi loa này là hợp lý và cũng rất là rẻ rồi. Ghép những đôi loa này và những các cái cục đẩy thông thường nó rơi vào khoảng chưa đến 10 triệu là các bác đã hát cao cơi nghe nhạc rất là hay rồi. Chấp tất các cái dòng loa kéo các bạn ở trên thị trường đó nhá. Tầm 10 triệu loa gia đình thôi, chấp tất tần tật các loại loa kéo trên thị trường 30-40 triệu cân tất. Loa kéo thì là loa sử dụng ắc quy, nó không thể đạt được công suất những cái loại côn to từ lớn này, loa kéo nó sẽ không thể tải được các bác nhá. Bắt buộc của nó gia đình nên là các bác muốn nó kéo thì các bác để trong nhà nó sẽ không đẹp. Loa gia đình này là muốn lựa chọn số 1 cho các bác. Nhiều các bác dùng loa kéo để vào trong nhà em thấy hơi tù. Ok, và hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong những clip lần sau. Cảm ơn tất cả các bác nhá.